dây điện dài 30cm được phát hiện trong bàng quang người đàn ông 53 tuổi. Người đàn ông 53 tuổi, trú tại tỉnh Tuyên Quang, nhập viện trong tình trạng đau bụng dưới. Bác sĩ phẫu thuật bàng quang bất ngờ phát hiện một đoạn dây điện dài 30cm và một viên sỏi khoảng 10x10cm. Mới đây khoa ngoại thận, tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang vừa tiếp nhận một ca bệnh, người đàn ông 53 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng dưới. Sau khi chụp X-quang và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, người bệnh được chẩn đoán bị sỏi bàng quang, dị vật bàng quang, suy thận. Có chỉ định phẫu thuật lấy sỏi. Đến khi mổ, các bác sĩ bất ngờ phát hiện một đoạn dây điện màu hồng, dài khoảng 30cm và một viên sỏi kích thước khoảng 10x10cm, có nhân sỏi là nhiều đoạn dây nhựa được cặn nước tiểu lắng động tạo thành sỏi. Sau phẫu thuật, hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định, đang tiếp tục điều trị. Gia đình bệnh nhân cho biết người này chậm phát triển tâm thần từ nhỏ. Gần đây bị đau bụng dưới nên được gia đình đưa đi khám bệnh. Bác sĩ khuyến cáo các gia đình có người chậm phát triển tâm thần cần chăm sóc. Để ý đến người bệnh, họ có thể vô thức làm những hành động tự gây tổn hại đến bản thân hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng của mình và những người xung quanh.